Oh, good job. អង្គជួយរៀបការបន្តកិច្ចដំណើរការនៃទេពទីសមាការនិងផ្ដល់វិការជូនទៅសហគមន៍មីទវីនាំមុខតំណាងដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីដើម្បីមានឱកាសបន្តការតាំងសំណួរនៃដាល់ចំពោះដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីរួមនេះ មាន ទេ Président, et nous laissons la parole au coprocureur. សូមគោរពលោកប្រធានលោកលោកស្រីចក្រមនិងភិក្ខុទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅសាវនាការនេះសូមជម្រាបសួរលោកស្រីដើមម្ដងរដ្ឋពេលនេះខ្ញុំឈ្មោះស្រីរតនៈជាសហប្រាជ្ញារងជាតិខ្ញុំបាទមានសំណួរពីរបីសំណួរដើម្បីសួរពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងចំពោះលោកស្រីនៅឯភូមិត្រីខ្ញុំចង់ដឹងថានៅពេលលោកស្រីទៅដល់ផ្ទះមួយនៅឯភូមិត្រីនោះផ្ទះនឹងតើផ្ទុក នៅពេលលោកស្រីទៅដល់មានអ្នកផ្សេងនៅក្នុងនឹងទេអត់មានទេកាលខ្ញុំឡើងទៅនឹងអត់មានមនុស្សនៅឯប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញដូចថាកវលហើយនឹងជៀនអីនៅជាប់នឹងអីដាក់នៅ là bàn chiến á đo đôi thật đo chào nơi cái lại nâng hủy cả vần ấy cả vần bịa ấy nâng chọp nâng à nghiệp khởi nhà hai ca tập bắn nâng vụ nhóm làng tới nô cho chấm pua nẹt đây thưa đầm nào từ chỉ môi lục sợi nâng kê do từ đã tại nông tia nâng tại mũi rứa co miên bằng vải kia từ tia xanh tiền kể ọt bầm bài tên na thế kể đạn nơi không tè nâng tầng o nơi trong lãnh mối tiết lúc đây ban miền bắc sa trong dịp ông trong nông trong ra môn này mình tách ta mà dạ sầm nua đã bỏ luôn mì xử lý thà lúc cho bài sóc chung một hố làng một xu ở trong lúc đây ta nơi bên nước hạt ấy ban lúc đây score thà quạt chung một hố chia cho bài sóc hết ai giống mày ba con nó thưa ca con phải tập nhôm đằng thà con nó thưa ca nè chả vải sọc tham ấy mà nó trời mà khang mà cho chmua nơi cái lạnh nắng hải vải sọc kho nung bát thiên anhu thiên nung chmua hờ chmua ấy thế lấy tiền tay mà mở anhu bát thiên chmua chầm chmua pan samá chắc nung chmua chầm đừng tập anh nâng hai nâng vô thì phần màn nhưng mà score chung với thế mình tì với hai cái lạnh nâng không sầm nua khi nhôm bánh mình trong chuẩn bị xuống lục sợi thà hạt ấy bàn lục sợi score qua thà con nâng chia cho bài sọc nhưng score tam bộ vô thì nâng hơi cái thai cho vài sọc anh nụ cho vài sọc sầm mà chân nhưng score tập năng hò nâng hơi ta nè bắt thiền kề nó cho vài sọc nâng không kề bắt cá hai ta kề bắt lạp hai ta kề đằng thà nè ní cái hai từ đôi thà ní hơi kề bắt lạp thắc nhom một cái thờ nè thờ ca nơi cái lại nơi tì tăng nơi phum tria ní á nè bà thiên kê đã cho vài sọc nó chứ mua hô nữa ngài. Nơi trong lãnh mối tiết cứ bẹp bọn nâng nẹ đã chào thà chám
hai lục xây tham thời bán kiến nón cho thực cầu ta nếu bên nông miền chấm nôn bầm án nhé là chay thật chám hay bầm án nhé là chay thật khmer vì chưa ra nó mà nữ nó nữ không tè nó về mình tay tè ba hai triệu bay rồi nè chạm nè chay thật chám nó chay từ một nhóm nó từ hai nữ sau ba hai triệu sam sầm nè mà đào nhóm nó nữ sau nhóm chay tới nhóm tha nhóm nực hơn tha chay thứ khánh tha về ban là ruộng riêng miền chỉ vịt vèn trồng mơ đôi tha bờ tê chết nâng vì giang mạch vịnh ná quỳ đờ nhóm chay tới dục ná cả nâng mình phơi chân tới dục ẩn mơ mục nia khơi nhè vì chỉ bạch bình mơ nhóm về tha hí mình còn khmai đây còn duồn đây nhóm tha ở tới nhóm còn khmai chị bệnh mà đong tiền chị bài sọc hò nữa với thải hết còn duồn đây mình còn khmai đây ở đây nhóm còn khmai nhóm sẽ khăng chân tư gặp việc bị đong viêm phổi tới lăng tập bay đong bằng nhóm thải thắt nhóm còn khmai hơi thải giang mạch tiền bằng kỳ prom kỳ thả kỳ ao nhóm nơi mặc hàng buổi đón mặc rồi còi nó phụ nâng vị trí lại tạm nhóm đây bằng đèn nhẹ cầm tay chỉ mũi nhóm nâng nơi sọc phum chỉ mũi kia nâng kể bạp thả việc chạy tạm khi ông đã kỳ xua kỳ việc thả chạy thả con khmai con khmai nâng ban nâng sau thả xam xọng nẹ cho thả anh chân ta cho mình to bì dục nước mộc mình ca tạm đàn mình to tiết tết để nửa bì nó kê ọt chưa lục xảy phim thả chỉ con khmai nâng hai lục xảy ban chạy chùm điệp chùn ông xào nàng ca môn nít thả kê tục lục xảy nơi rồi dạp bì bổng bốn tháng ngày mình chẳng có nông chả lọc bên mình ca tạm đàn mình to tiết tết cái nơi ta tạm đàn dương nâng hai bắn ta cái nơi cái đăng cái tháp phụ nhóm nâng màu nâng nó về miền một là hai cả hai nó nhẹ sọc phù mấy chứ nghe cái ảnh đất đây bắn là cái phép thạch nhóm nâng còn khmai mền về từ sau xua nơi nông phù mà phù nhóm nơi ấy nó về từ xua thà còn chạm còn khmai cái nhẹ sọc phù nâng cái ảnh đất phụ nhóm cái đăng tháp phụ nhóm nâng cái thà còn khmai tới giờ tới chờ lắm kinh dây chân á đôi mai thò nhom dây hiền ấy nó khmao dây hiền ấy nó còn gì phạm chân á cho nước nông chấm nào mẹ để nơi sao nó miền tây ban rộng hơn bản to tiệt tỷ xong ai lộc xua một đòn tiền nhôm cả đập ở ban cho nước nông chấm nào để lục xây lược lang hàng đam mảnh thả phải chỉ sam sấm nè nơi để chờ lao thì không ai nóng ta mình to mà tiền những cái miên rộc hơi thả chạm đại rồi tế ọn miền đồ tây thà ọn miền pina cái nơi ní na pan tâm mình nè nơi phòng tập bao rót kịch ọn miền nơi mà cái lại tây cái rót ao hay cái nơi khai bia sầm lập mà đong tiệt chấm nát mũi tiệt ta lục xây đăng tham miền ở vây cá láng chấm pua nè để chơi thà chám hay cái nón cho một cầu tè núng cái xua ta anh chân nhầm ọt đằng ấy tới nhầm ọt miệng đằng chầm lại ấy tới bần tha cái xua ta còn chám cho còn chám cho còn chám cho mỏng ấy đó là một bộ nhầm chả lại tha còn khmai nâng cái ai dừng nữ à vậy được nhầm chọn đằng vì lục xây nâng cứ chẳng đằng thả ta cho máu nâng mình ở bầy cát láng chẳng phụ kế lúc xảy mình chỉ đẹp đấy được này nhóm khơi cái nôm cho máu nâng khơi nẹ đài nôm chun mà nữ nâng chả lời thả con chàm nâng ná
khơi căn cái bật ngọc nung mùi đám hơi nung a ca spai bật nung một đám a nung vô thia nè nom từ khơi tập bật nung nom cho từ là hậu từ ngày này ở khơi màu vĩnh đê nhưng mình ai cái sao pi để lục sợi thua bàn chlau bảy để nó không nung mình ai cái sao pi để lục sợi bàn chlau cứ ai cái sao ở bảy slash cao sập bảy sam sập bảy để mình e o n chi với sao không ai son mà thấy sai sập bốn hà sấp e o n chi với sao ông lấy son mà thấy sai sập bốn hà sập bảy nâng chia và xa bà ráng xôn mà phê pi sai sắp mối đọc vào mối lúc xây bàn tiếp rộp tháng nhóm khơi như khmai cỏ hôm mình đá ở nề ri mà nét để miên tròn cỏ má nơi nâng các bà xâm đá tới một tức tuần lê nơi kháng mục tè bên tức đó khmai cỏ hôm mà nét bàn tiên trong cỏ má áo nề ri nú ngực các bà làng lơ ruột đọc ngầm bật mối xo xa nhạc àm phong co hai tràn tùm lẹ không tự tin lấy nét chi bằng to một tiết có tới ban sầm lạp tam về thi tại mũi đôi khi là hậu đỏ khmien sol mà nè đôi khmien nền nam mà nè rư bầm ra rư sải lại chỉ mũi khmien đi nên không ai cái xa ở bầy rồi pram slash đập bầy slash mũi chật bầy chật một phẩy bầy đại miên ia an chi về sạc máy son sôn bún hà sập rầm bún sôn rầm bấy đọt sôn rầm bún nâng y ấn chi với dòng lễ sôn muối đập bấy mà phây rầm bấy đập rầm pí nâng y ấn chi với sa bằng sôn muối đập pí ba sập bún sôn bấy nâng pí nung lục sợi bàn chlau nơi chấm phù mục lục Usman thà chấm sôm đọt sáng sôm nùa hát với ban chỉ bông đăng thà kê dọc từ vải cháo à khơi nâng phne kì a co tầm lẹ tật hai tá tè nằm một chàng hai pin nu hai tật lạng chọc cả đọt sóng xôm đọt sóng pin kì vô tư nu bong khơi nhàng đôi mình đặt khá khơi to nằng phun này pin vì vô tư đại dương chọc hai vì tin cầm ma ở người ba lạng chân từ vì a co tầm lẹ tay mà đong được trong một tật admin bánh ấy tiền tận tâm năng lý đá nơi con ông ai cả xa ở bấy hà sập mùi cài sập bầy để miên ỉa ăn chi về xa không ai xôn mà thấy sai sập bún sai sập rắm chi về xa ăn lễ xôn mà thấy bầm bơ sai sập bầm bơ xôn bún chi về xa bằng xôn mà thấy pí sai sập mùi năng đập bầy lục sấy chay thà nhóm lục sấy bàn chay nơi chấm phu mộc nẹt sơ bằng kết nơi ca giải lại จักรกรรม สืบสังเกตหา ខ្ញុំមិនបានឃើញការសម្លាប់ ដោយផ្ទាល់ភ្នែកទេ ប៉ុន្តែមានមនុស្សម្នាក់ ដែលបានឃើញការសម្លាប់នេះ និយាយប្រាប់ខ្ញុំ ខ្ញុំបញ្ជាក់ថា ឯកសារដែលខ្ញុំអានចុងក្រោយនេះ គឺលោកស្រីបានធ្វើការកែតម្រូវ ទាំងស្រុង អំពីអ្វីដែលស្រីបានឆ្លើយ នៅចំពោះមុខ លោក ឧស្ម៉ាន ដែលឆ្លើយថាឃើញផ្ទាល់ភ្នែក ហើយ mà cho lại thì ắt khơi mình đòi mình chạy thà cả lúc nhom prap lục suman thà nhom khơi tạm khơi cả sầm lấp nấy bị pru nhom chọn đồ chỉ để thoa và chăng đường vũ khí tự cò ta lại nên lục sợi minh ca an những đôi mà đánh đá thà ta lục sợi chọn đồ chỉ để thoa từ lục sợi cho lại prap tam trăng đòn mình thấy tổ là cá nhôm trong khơi nhật thì thò nung hay tao bàn nặc nhôm chlai bề nung nó nhôm đừng có chlai giống mạch khla tê nhôm plek pleang ở hai nhôm chăm ta cái lái na đây nhôm khơi đôi thà nhôm chăm nó nhôm nói chăm cái lái na nhôm plek nhôm khmer bề na thò ní tê bàn nặc khơi trong bàn nhật thì thò cứ thà trong bàn mở hai bề bro nhôm nung nó đôi thà
vì bắt bông ớt tư nâng đôi thầm mình nưu mình nhẹ mình mên nơi cực đọc từng ớt tư. Đại bịa xong đây đánh khá nhóm nơi chá lời bà bông bà ổn đi khá nhóm khá miên chá lời bắt phóc tàng mối nà đây nhóm khơi nâng khá nơi bịa đây khá nhóm nơi riêng đọc tăng bị ơi màu nè. Bạn nạc là anh thả à con bông có ai nâng khơi đôi thầm mình nhẹ bông thô nâng khá nhóm nơi chá nàm mên. Quật đại tực nó khơi cho ho một cái quật nè nó cho ho nhưng đăng nhầm school quật nó nơi sạch bị chạy cầm quật thơ chiên nề ri ấy thơ bát thiên nề ri á quật thơ khăng dù chốn nó khăng dù chốn nề ri nó bóng thô nó ngơ hội đó bộ nè đầy màu nó đăng có bị vô tờ thơ mấy bàn tờ khơi xâm đập tờ khơi đại tực nó cho lăng nó nằm một tờ lề nè. Sự nỗ lực nhóm trong cao nhất nhóm trong ban cao mình chạy bị lục sậy hay đòi nhóm xung rụng lực lang quanh thà lục sậy thua chia lai bập từ lục u sman thà lục sậy ớt lục sậy ban khơi kê a co nẹt để nom bị lơ xe cho thực cào tôi từ với lục sậy ban cài sầm ruồi chầm lái ní cài đòi khuôn ấy nơi chầm phu mộc nẹt sơ bằng kết nơi cài giờ lại thà cho cầm sơ bằng kết thà ớt ban khơi tế đòi lư số thà cái lưu số miền nẹp ra từ vùng những nhóm sông ca mình chạy pi lục sợi thà ta đội lục sợi mình chạy thà nhóm ra lục osman thà bán khơi ca sầm lấp nấy được sao trong ban chủ được thò những nhóm trong ban ca mình chạy pi lục sợi thà lục sợi phơi ca cay sầm rùa chầm lái đội khuôn ai làng vùng nấy đời xa lục sợi phơi nơi đời xa lục sợi chia lái nơi chầm phu mộc mình thấy tổ lá cá hai trong ban chủ được thò tàn chân men thế. Lai nó mục tà cá dân màu nó trong bàn dụt thì thò nó ngay bàn khi mà chơi nó một không màu rộp sọc đòn nè. Tâm đồng chế bị bại dụt tạm tâm nua đài là xua nắng. Tâm sắp đến nhà đồng chế rịp cạp cho rịp chồng tâm rùa cài tâm rùa tâm nua làng với nhé bàn cho bàn lỗ hay nghi dụt hay rịp rộp dàng về mà hay đào tăng tâm nua nắng cứ bại dụt. Dương kịch thà bị bại yul ai chơi mình trời đi mình chom năng sầm nổ thế cana về bị bại yul thằng xã bình nhà đông chiết ở sầm nổ lục thiên sầm cản nhà chun về từ cả tới thằng xã bình nhà đông ăn trại chiết mà sầm chơi Thank you, Mr. President. Good afternoon, judges. Good afternoon, parties. Good afternoon, Madam Civil Party. I'd like to start with a couple of questions to follow on regarding the period that you were in Treya Village. From what I've heard you describe so far, you said that in the house with you, when you were questioned about whether you were Cham or Khmer, there were approximately 300 women, and that approximately 30 of those women stated that they were Khmer and therefore were not taken away. So I just want to confirm that those numbers that I heard are correct, and that therefore approximately 270 women were taken away on that night. Vì bất chính chân mến hay nom tư nâng ọt khơi nhỏ màu vinh tê ọt miền màu vinh tê nẹ đài con chàm thạch con chàm cho nó. Thank you. You also mentioned that once the women who said they were Cham were taken away, those that had stated they were Khmer, including yourself, continued to be under investigation.
you mentioned that inquiries were made in your home village, and you mentioned pork soup being prepared for you. I'd like to ask, on the day that the soup, the pork soup was prepared for you, was the district chief Ho or Hor at that meal where you were made to eat pork soup? Mean hope chumnai aha samlo sachruk nung chmuoy lok srei dai te pel dai ke slo sachruk oy puok lok srei hope nung. Puok ke hai ta ke oy ta puok khnyom hope ma krom puok khnyom nung 30 neak nung ho nung ke min ban ma hope chmuoy jeung te pan na ke oy yothia nung na meur bị tha dân quy mà chua chân nó hộp nó hộp nó bà dân hộp mình hộp cái đằng ai bà dân mình hộp té dân nó chà mà khi nhom hộp sạch chục tên nó ngay bằng khi nhom hộp chà hộp nó even though Ho did not eat the soup himself, was he present when you were being made to eat the soup? Got mean what the mean no tinurte no pale dark eye put looks right hope some lano. Me and got no line no high, got no murk after no line hope no eye. Tung javis rock tung yo tea no eye, tung horn tung yo tea no. The 30 women who stated that they were Khmer in the period after the Cham women were taken away, would you speak to each other in Cham language or in Khmer language? The 30 women who stated that they were Khmer, including yourself, would you speak amongst yourselves in Khmer or in Cham language? And did any of the Cham who were speaking Khmer speak with an accent that might reveal them as Cham? Tông na mùi đại ai ôi cái cọt xong con bàn tha chứ chuyên chết chạm đại thế. Kê mình sau bình đất, ruột bình đất ấy nà kê đối thả dừng chá lời thả bạp thả khmai hay nà kà nâng buộc nhóm nâng. Bất thả khmai kê đăng thả khmai hay dê khmai ọt miên bay lâm ấy tới kà nâng. Kê mình sau tạm đàn dương ấy. Thank you. You mentioned seeing men in shackles in the houses near the house that you were detained in Treya village. Did you ever see what happened to those men that were detained in those houses? Nhưng mà đứng ấy bắn thả khởi bắt tiếp bị bay nâng kì vô tới ở lý bộ bỏ rõ nâng á đừng tới kháng nà thế ớt khởi kì xâm lạp thế bắn ớt khởi mà nữ ấy nâng lừa tiền nâng á.
Madam Civil Party, I'd like to read to you from your civil party application. That's E3/4705, English ERN 00417852, Khmer 00369026, and French 00932677-78. And you stated, as for the males, I saw them in shackles and being put in motorboats and taken away. Close quote. Does that refresh your memory that you saw them being taken away in shackles on motorboats? ខ្ញុំអត់មាននិយាយប្រាប់អ្នកកសែតដូចថាអ្នកទៅសំភារខ្ញុំនឹងខ្ញុំអត់ចាំទេកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំឃើញមែនប៉ុណ្ណាថាខ្ញុំឃើញតែនៅលើទៀះហ្នឹងណាប៉ុន្តែស្រាប់យប់ថ្ងៃក្រោយមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃក្រោយមកហ្នឹងវាបាត់មនុស្សហ្នឹងទៅអស់ដឹងគេយកទៅខាងណាខ្ញុំដឹងថាខ្លួនខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង Thank you very much. I'd like to go back now to an earlier period that you also discussed when you were in Zwei Kleng. You mentioned that Zwei Kleng was a Cham village. Can you give us an approximation of how many Cham were living in your village? And if you know an approximation of how many Cham were living in your commune? ខ្ញុំអត់ដឹងទេដឹងក៏ប្រមាណខ្ញុំអត់ដឹងទេកាលនឹងខ្ញុំនៅវ័យក្មេងដែរនោះខ្ញុំអត់ចង់ចាំទេប៉ុន្តែមនុស្សច្រើនដែរនៅស្វាយឃ្លាំងនឹងចាំនៅភូមិស្វាយឃ្លាំងនឹងមានរាប់ពាន់គ្រួសារនោះមិនរាប់រយទេ And sorry. Were there any mosques in Zwei Kleng commune? I'm afraid there was no English translation of that last statement by the civil party. So I'll just repeat my question, which was as to whether there were any mosques in Zwei Kleng commune, and if so, how many? មានដល់ពីរពហិយាព្រះវិហារចាមមានដល់ពីរហួយដល់ពីឆ្នាំ75ពួកខ្ញុំគេជំនឿចាញ់ទៅអស់នឹងពហិយានឹងក៏វាបាក់បែកគេរុះរើអស់អលីង Thank
Were the mosques ruined before you were evacuated? We hear the Anang Troban by Banang Tangpi Munpe Luxray Tangpi Munke Chimli Luxray Rikoyang Mai. Kitchen Lia Chang Hai, but no Knong Pol Pot got up high. But by Nunaki Ruder, our high Nunga. Young Chang piece of home Nung Tai. And did you ever learn how the mosques were ruined or who ruined them? Looks like me and Ban Dung Ta Previ here, Tanga, by Badlisa, away day, Hai Ruka Tata, mean Netna, Jinet, over here and by Bat. Die, mean the book, Mike, a harm. Kedu, could I be Mike Harm get on here and Ruth, eh? La Bon Chung Chung, no. When did the Khmer Rouge arrive in Svay Khlang? Vì chập đầm bạc bạc nâng vì muốn chất sập ràm mà hay. Khi chập đầm thua xa hạ cò nó. Vì dập đòn tịnh đòn tịnh đòn chất chất sập ràm nâng nó về miền một nước bạc bò. Chập bột chập bò lời. Chị luộc nha vay cặp nha hay. Khi nâng cọc cho lần. Khi vì thơ bà vì chồng bằng bạc sạc sạ áo hay nó. Vì anh ai dân thua phải bằng cung nâng nâng. Vì vì hìa tê tam tiết có vì mình ai đây. Riêng sâu chăm có vì mình ở đây có bị cột an ấy về đất bị thao việc của mô về đừng vô tới khăn na khăn này tới về ở dưỡng căn tới ở miền nơi khăn ông tia hả mong ai Do you remember in what year were the Qurans collected from houses and burned? Kumpi Quran nang trok ban promo pi tam phteh hai dot chol nang no knong chnam na dae. Rum vung 75 nang hai. Chap dam bak baik pi khnia chanh pi teh nang tau ke promol hai nea dich tha ke bos samat no phum nang ko ket ao mien hai. Đừng cái đợt đừng có cái vô tới khăn na thế. Before you were evacuated, were you allowed to continue wearing cham clothes? Cái anh nhạt ở lục sậy sliệp sầm liệp bom pẹt cham đại thế. Some lip on pia pel nung, men rung a tattooed hat, we mean the cock, come out, I come out, support come out, I know high, mean the lip pia and chung. Cham, come out, lip pia and chung, tuck it, at mean day. Mean that look come out, and on, lip pia, tum down, look bump on, come out, young, and on. Do you remember what year? You were stopped being allowed to wear cham clothes. Chụp ơi lục sậy sliệp sầm liệp bằng bẹ cham nó nọc nâu chắp bị trầm chân nam nào chắp đầm bị chất sập ram tới đó chất sập mùi cái bật anh ơi cái áo dương liệp thao khăm áo support khăm áo áo khăm áo ọt miền liệp bẹ đôi cham chết đi từng kê từng nhóm nâng liệt ta support khmer grub mong ai cái ai ta liệt chân ở miền một măng ấy tê đôi à là nâng tê And what happened to all of the cham traditional clothes when you weren't allowed to wear them anymore? By propane need of watch am nung kyotonato no pel de ki lay an yan or sleep piano. Hi, we bat bong after high. Young bucket out, I pia high young mental watch owl.
bẹ tới với ban rương ra thiệt hay Were Cham women allowed to continue wearing their hair long? Ta sợi Cham kê anh nhạt ơi tục sọ quên đó đại đại tế. Về nâng cái cắt sọ khay từng ao hai cái miếng sọ tế ở miếng tục sọ về sọ ấy. Nơi khăn ông rập bọc nâng à. How was it communicated to you that you were not allowed to use your Qurans or to wear your clothes or to have your hair long? Who told you this and how was it told to you? អង្គការមកមាត់ថាអង្គការនឹងមកពីថ្នាក់ថ្នាក់លើអង្គការមកពីថ្នាក់លើនឹងគេបញ្ជាគេអត់ឲ្យមានថ្វាយបង្គំអត់មានឲ្យពាក់លៀកពាក់ដូចអញ្ចេះទេគេឲ្យអត់មានកម៉ាស្ទូទេគេឲ្យកាត់សក់គេអត់ឲ្យមានពីកូរ៉ានអត់ឲ្យមានសម្លៀកបំពាក់យើងថ្វាយបង្គំអីអត់ឲ្យមានទេអង្គការមកពីថ្នាក់លើគេបញ្ជាពីថ្នាក់លើមកដឹងក៏អង្គការណាទេខ្ញុំអត់ដឹងទេ And were you told all of these prohibitions in a meeting? Ta ka ham khot teang on ni ke prab lok srey no knong ong prachum rư ko yang na? Prab no knong ong prachum nung hai. Ke hau yeung te prachum ba neak na mun tam kư tha neak nung kabot nung ong ka. And who would speak at these meetings? Ta neak na chi neak laung niyey rueng ka ham khot nih no knong ong prachum. Mien me khom, mien prathean phum, anu phum, samachak phum. Ke mau hau prachum, ke ko hau prachum, ma phum nung no ke prab, ke khosana prab. Ba neak na mun tam, neak nung khmang. Were there any Hakim or Hakim Rong in Zweiklang commune? Hakim đại tế nó khum Zweiklang. Miền hướng Hakim miền phần ta đào về chất sập ram nâng rồi lìa ai miền sau đây ở miền Hakim ở miền ấy thế. Vì ơi mau nâng miền đào về chất sập ram nâng về lần lia đôi thà lần lia từng ah chạm miền sờ lê sông ấy thành dễ có cái mình ai thì dễ đai nơi chuột chôm khné đôi thà bay buồn nẹt sẽ ta chạm nâng kìm mình ai chuột chôm ấy tao tạm miền bong on khmai mình nẹt rồi mũi thà pin nẹt nơi ruộm khné chỉ mũi khné bận ban bận chân tới cái thành dương nó khăng And do you know what happened to the Hakim such that they were not around anymore ta, in 1975? Lok srei dang tha Hakim tang nu tou na dae doy sa tha ki leng oy mien Hakim tiet hai pnu chnam 1975. Lok Hakim pel nung Hakim pi chnon 75 nung ke yo tou ahai mien sol te ot mien dang ke yo tou khang na te ke yo ta dak kuk dak và ở hay nẹt hà tuôn hà cam nẹt chạy đằng bị sờ sờ cha ấy nó ập miền ai nơi ấy chập ở hay bờ mồ đây xa rừng chân ở ban miền ta ba nơi phải khèn nè
When you were being evacuated from your village, were you told why you were being evacuated? តើគេមានប្រាប់លោកស្រីថាហេតុអីបានជាត្រូវជម្លៀសលោកស្រីចេញទេគេអត់ប្រាប់ទេប៉ុន្តែវាត្រូវតើគេជម្លៀសពីពួកខ្ញុំនឹងក្រោកឡើងឈរឡើងបះបោប្រឆាំងនឹងពួកវាវាធ្វើបាបពេកមកយប់វាយក30នាក់40នាក់វាយកទៅដាក់គុកអាអ្នកស្លូតត្រង់អត់ដឹងអីហ្នឹងក៏វាចោតថាសាក់2សាក់3សាក់4សាក់5ដែរអញ្ចឹងហើយបានវាយកទៅដាក់គុកអោះនៅខោឆ្មានេះគុកនៅខោឆ្មានឹងគេរំលប់ចោលហើយឥឡូវនឹងគេធ្វើផ្ទះថ្មីនៅហើយគុកនៅខោឆ្មានឹងដាក់ស្តាអ្នកទោះទោះអត់ដឹងអីនឹងអ្នកអត់ដូចថាគ្មានដឹងអីទេគេចោលស្តាសាក់1សាក់2សាក់3សេអេអាអាមេរិកតាំងពួកអ្នកដាក់ទៅទោះនឹងពួកនឹងអ្នកដែលទៅគេចាប់ទៅនឹងអត់ដែលបានមកវិញទេបានមកម្នាក់មួយមួយនឹងបានមកផែនកន្លះខែមួយខែស្លាប់ទៅវិញហើយឈឺនិយាយពីហើមស្ពុលបស្គមវិញដូចកែបខែប្រាំងអញ្ចឹងThank you. I'm just going to ask you, Madam Civil Party, to try to keep your answers as brief as possible because we only have a little bit of time left. There's still a fair number of things I would like to ask you about. Did you ever hear, while you were being evacuated, did you hear any announcements being made? គេឲ្យពួកខ្ញុំចេញទៅគេអត់ឲ្យនៅទេគេបោះសម្អាតខ្មាំងឮតែប៉ុណ្្នឹងហើយគេប្រកាសប្រាប់មីក្រូគេថាឲ្យយើងចេញឲ្យអស់ចេញឲ្យអស់ចេញអស់អ្នកណាមិនចេញអ្នកនឹងខ្មាំងតែពេលនោះហើយបានវាចេញអស់នោះយើងតលាក់អពុទ្ធដូចថាកបិតងុកអីកបិតអីណាយើងតដៃជាមួយពួកវាណាលែងហើយវាយើងចាញ់គេហើយពិភពខប់កភ្លើងវារះដូចទឹកភ្លៀងបះបោនៅស្វាយឃ្លាំងនេះដឹងស្រាប់ហើយបងប្អូនដែលឮដែរAre you saying that they fired bullets in order to make you leave? លោកស្រីនិយាយថាពួកគេបាញ់រះក្រកកំភ្លើងដើម្បីឲ្យលោកស្រីចាក់ចេញពីភូមិអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងណាបាញ់រះនឹងអ្នកណាតដៃគេបាញ់រះអញ្ចឹងហើយយើងតដៃណោះរួចដល់អញ្ចឹងគេឲ្យយើងចាក់ចេញពីភូមិនឹងហើយគេឲ្យយើងចេញណោះចេញដោយស្រួលទៅគេអត់បាញ់ទេបើយើងចេញអត់ចេញទេគេបាញ់ហើយពេលដែលនៅបះបោនឹងវាបាញ់រះCan you tell us, you mentioned this before, but can you tell us what happened to your father as you were being evacuated? ថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះឪពុកលោកស្រីនៅពេលដែលគេជម្លៀសលោកស្រីចេញពីភូមិនោះកើតឡើងចំពោះឪពុកខ្ញុំឪពុកខ្ញុំនឹងនៅជាមួយក្រុមគ្រួសារពួកខ្ញុំហើយនៅបះបោនឹងដល់ពេលគេឲ្យចេញទៅឆ្លងស្ពានស្វាយឃ្លាំងនឹងហើយស្ពានព្រែកចាមនឹងទៅនៅត្រើយខាងនោះគេខត់ឪពុកខ្ញុំនៅកន្លែងនឹងហើយនៅមាត់ស្ពាននឹងខត់ដល់ឥឡូវនឹងហើយគ្មានផ្លូវមកវិញទេអត់ឃើញទេAnd when you saw your father being detained, did you see anyone else being detained with him? ឃើញមនុស្សនៅពេញ
សិតតែយុវជនហើយនឹងបរោះ ពួកដែលខត់នឹងសិតតែអ្នកខ្មាំងឯនោះ You stated you were then held at a kiln. Were there any arrests that took place while you were being held at the kiln for about a month? ពួកខ្ញុំខំខ្លួននឹងទៅពីមាត់ស្ពានព្រែកចាមនឹងទៅនឹងគេឲ្យទៅនៅក្នុងអីឡធ្លៀងឡគេដាក់ថ្នាំគេខំពួកខ្ញុំនឹងសិតតនារីខាងស្រីស្រីបុតនារីអ្នកមានកូនកុមារហើយនឹងពួកខ្ញុំនឹងនៅទូចៗដែរកាលនឹងអាយុខ្ញុំអត់ដល់ 20 ទេអាយុខ្ញុំទុបប្រពន្ធ 10 ឯងគេខត់ទាំងអស់ 25 មកឃ្លៀងឡនឹងក្មេងកុមារទូចៗក៏មានដែរ Thank you, Madam Civil Party. I'm going to ask that you pay close attention to my questions and answer them as briefly as possible. My question was, were you aware of any arrests taking place while you were being held at the kiln? គេយកទៅឃុំនឹងគេនៅជ្រើសរើសគេរកខ្មាំងអ្នកណាដែលខ្លាំងអ្នកណាដែលប្រឆាំងនឹងអង្គការគេចាំបើអ្នកអត់ប្រឆាំងទេមើលទៅដូចថាមនុស្សនឹងអត់អីទេគេទុកដល់មួយខែ 3 ថ្ងៃបិណ្ឌគេឲ្យពួកស្រីស្រីនឹងចេញពីឡខ្លាំងនឹងទៅហ្នឹងមួយខែ 3 ថ្ងៃបិណ្ឌគេឲ្យចេញគេជំនះទៅនៅតាមភូមិតាមឃុំទៅខាងណាខាងណីដូចថាខាងស្រុកសែទៅខាងសភាខាងសែវាលខាងស្ទឹងត្រង់អីអញ្ចឹងទៅទៅនៅខាងនោះទៅរួចណេះខា
hay nó ọt khơi nó bắt hay đưng tha bắt hay nó kì ới nó chua một cái lê I'm going to try it one more time. When you were being held at the kiln, were you aware of anyone being arrested while you were being held at the kiln? Lục Sray miên ban đăng tha kì chắp khluôn nẹ nạp sinh tiết đài tế. Vì miên chí ra anh cả cái đạp mà nữ tố nâng á, thả tố ta cho tầng kê tầng nhóm nâng. Vì miên khổ chá ma lơ, khổ chá ma gram. Vì miên đàm chí rây nơi khá nông vọt. Đoàn chân kì chí rơ áo hai, bàn kì áo dân chanh bì phùm bì ní nâng. Kì châm lì hai, kì bì chanh hai, chiêng mà khai nó mà khai bay bay tháng ngày. Nẹ nà ọt miền khám măng nó, nẹ nâng nó chụp chụp bà quân nâng con vinh tơ. Bà nẹ khám măng hai ọt miền chụp tê tỏ là lời hai. Đội ở bục nhóm ấy nâng việc bắt tỏ là lời nâng nó đại xa hứa ấy kì thạc khám măng xạ buôn xạ bàm nó hông. Xe ý à ảm rích căng, xa tạc xa ảm rích căng. À bục nhóm ọt tăng chạy xo khám ai mà ní tê. Cái chọn chân đai Thank you. I'd like to move forward now quite a bit to when you were in Kasat Pachelu.
Were you ever aware of a time while you were there that cadre from the southwest zone arrived there? Mình mến chân tay tư môn môn tập bóng tận nơi say bị chạy lớn nâng kỳ chấm liệt nhưng ai tận nơi say bị chạy lớn nâng kỳ ai khi nhưng tập thuật ca bộ nè đây viêm toàn màu tê đo màu chất sắp và môi chất sẩm phần nè ban bộ nè đây với màu với thuật đi thao với phần màu chàm nâng á à nâng viêm toàn đo viện khi nhưng chơi tê mà nơi say bị chạy lớn nâng kỳ ai khi nhưng tập thuật ca tam sa hạ co ទៅជីកបន្លាយជីកអីនឹងហើយដល់ខែប្រាំងនឹងគេឲ្យខ្ញុំទៅជីកបន្លាជីកលើកតនុបនៅបឹងកាចាប់អានឹងលើកទី1នៅឆ្នាំទី1ឆ្នាំទី2ទៅបឹងកាចាប់ដែរប៉ុន្តែរួចពីបឹងកាចាប់ទៅនៅទឹកជ្រៅទៅទឹកជ្រៅនឹងហើយបានវាដូចថាវាសាហាវខខើមែនទែន ធ្វើការទាំងថ្ងៃទាំងយប់មួយថ្ងៃបែ3ម៉ែត្រគេរែកមិនរួចយប់ធ្វើការទៀតតលម៉ោង10ភ្លៀងហើយយប់នឹងដេកហាលភ្លៀងហើយនឹងភ្លឺឡើងតែធ្វើការទៀតដេកលើភ្នោខ្មោចក៏មានដេកលើដីពី3ខែឯណោះ Madam Civil Party, I want to talk specifically about the time when the people from the southwest zone arrived in Kisak Pachelu. I understand that you were in a mobile unit before that. I'm not asking you about that period. I'm asking you about when the people from the southwest zone arrived in Kisak Pachelu. And what year was it that they arrived there, the people from the southwest zone? វាមានច្រើនដែរនឹងហើយវាមកនឹងដឹងកពេលណាទេពេលនេះដីវាចូលមកនឹងខែណាពេលណាទេខ្ញុំអត់ចំណាំទេប៉ុន្តែខ្ញុំចំណាំថាវាមកនឹងវាធ្វើសកម្មភាពលើប្រជាជននឹងណាវាដូចថាអ្នកណាធ្វើខុសបន្តិចតួចនឹងដូចថាវាយកទៅហើយវាអត់ទុកទេហួយដល់អញ្ចឹងទៅដល់មកវាក្រោយនេះទៀតវាសបោះសម្អាតសិតតែជនជាតិចាមយើងនឹងហើយវាប្រមូលឲ្យអស់អត់ឲ្យមានសល់ទេវាឲ្យថាវាថាផ្លាស់ទីរំនៅ And how did the people from the southwest zone go about determining who was Cham and who was not Cham? អ្នកធ្វើការនឹងខាងនេរដីនឹងវាឲ្យអ្នកធ្វើការនៅក្នុងស្រុកក្នុងភូមិនឹងដើរប្រមូលប្រធានភូមិអ្នកដើរចុចឈ្មោះថាអ្នកនេះចាមអ្នកនេះចាមអ្នកនេះចាម គេឲ្យរបាយការណ៍ទៅឲ្យអ្នកនេរដីហ្នឹងណាអ្នកធ្វើការខាងនេរដីហ្នឹងចំណាយស្រុកអីហ្នឹងវាឲ្យដើរប្រមូលធ្វើអញ្ចឹងអ្នកណាចាមខ្លះណាគាត់បញ្ជីបញ្ហើយឲ្យវាមកវាប្រមូលវាឲ្យនៅ And once they made the lists of Cham, what happened to the male Cham that were in Kisak Pachelu? មានអ្វីកើតឡើងចំពោះចាមប្រុសៗនៅក្នុងខ្សាច់ប្រជាលើហ្នឹង?
ឲ្យស្រីស្រីទៅក្រោយមួយថ្ងៃថឹងប្រុសថ្ងៃទៅថ្ងៃហ្នឹងពួកស្រីស្រីទៅស្អែកឲ្យផោះផោះហ្នឹងទៅទៅធ្វើផ្ទះវិថាឲ្យទៅធ្វើផ្ទះឲ្យស្រីស្រីនៅហួយដឹងចឹងទៅផោះផោះទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងទៅភ្លឺឡើងហ្នឹងគេប្រមល់ស្រីស្រីទៅទៀតហើយទៅអស់ហើយ And can you tell us about the collection of the female charm from Kasak Pachelu? How did that go about? Promote the tradition of the charm from Kasak Pachelu. How did that go about? How did that go about? Ông bị chôm nó nghe đôi khi dân mà bị chôm chân nghe bị chôm từng ót nó nghe bằng bọn chàm dân nó nghe cái hai mà bị chôm nó cái prap hai cái ai plati rồi nơi từ khăn này khăn nó nó nghe bộ bờ thiên phum nó hơi nhẹ đa bờ mồ lo cái ai bờ thiên phum đa bờ mồ And how did they relocate them to these new villages? Tata peke phlas ti lumnou prachachon cham teang nih tok phum thmey doy robiep na dae. Ke hau teu nung chih knot chih kapal teu nung hai teu chos steung trong nung hai. Dak salang thom ma salang nung hai teu hai. Mình nước bị bay rồi nè con mình biếp đây I have just a couple of more questions for you the first is in relation to the men the male and female charm that were taken away from Kasak Pachelu were any of your relations in those groups of male and female that were taken away from Kasak Pachelu after the Southwest Zone cadre arrived any of your family members ដោយកម្មអភិបាលមកពីនេះរដីនោះអត់មានតាក់តងអីទេដឹងថាគេប្រមូលគេប្រមូលនឹងទាំងប្រុសទាំងស្រីនឹងហើយមានរឿងអីទៅតាក់តងអីបើកាលនឹងដើរទៅភូមិមួយភូមិមួយកាត់ពីភូមិសាច់ឆេះលើទៅសាច់ឆេះក្រាលអត់បានទេគេអត់ឲ្យដើរកាត់នេះទេគេទៅពីធ្វើការងារនៅក្នុងសហគមន៍នឹងហើយអត់មានរឿងអីដឹងទេមានតែប៉ុណ្្នឹង Perhaps I shouldn't have used the word relations. What I'm asking about is, were any of your family members, mother, father, siblings, brothers, sisters, were they amongst the Cham, male and female, that were taken away from Kasak Pachelu? ទាំងអស់ដែលគេប្រមូលចេញពីភូមិខ្សាច់ប្រឆេះលើដែរទេគេប្រមូលទាំងអស់ហ្នឹងហើយតាបងប្អូនទាំងស្រីទាំងប្រុសទាំងប្អូនខ្ញុំប្អូនប្រុសពីរនាក់ ស្រី 4 នាក់ទាំងខ្ញុំជីដូនខ្ញុំម្នាក់ម្ដាយខ្ញុំម្នាក់គេប្រមូលទៅទាំងអស់ទាំងវងទាំងគេទាំងម្ដាយខ្ញុំហ្នឹងហើយទាំងគេទាំងដូចថាអ្នកស្រុកភូមិហ្នឹងទៅជាមួយគ្នាហ្នឹងអ្នកនៅជាមួយគ្នាហ្នឹង Did you ever see them again after that? តើក្រោយមកលោកស្រីបានជួបពួកគាត់ទាំងនោះឡើងវិញទេ អត់ជួបទេ And were the were any Khmer people also made to vacate Kasak Pachelu at that time? Ban ke chumlie chen pi phum ksach prachai lơ dai te no pel no
វាមានគេជំនឿដូចថាគេជំនឿទៅដូចថានៅសាច់ផ្សេងលើគេជំនឿទៅអាការខ្នោបងប្អូនខ្មែរយើងហ្នឹងណាប៉ុន្តែគេអត់យកទៅវាយចោលទេចំណែកប្រជាជនសុតសាបណាបើអ្នកនៅធ្វើការនៅអង្គភាពវាយកទៅអស់ហើយបងប្អូនខ្មែរវាអត់ទុកទេអ្នកនៅអង្គភាពវាឲ្យទៅនៅអង្គភាពដូចថានៅតាមខ្សួងតាមខ្សួងនោះវាឲ្យទៅនៅតាមខ្សួងប៉ុន្តែនៅតាមខ្សួងណាបាត់តរហល់ថ្ងៃនេះ Thank you, Madam Civil Party. Thank you, Mr. President. No further questions. បាទអរគុណបាទសកម្មការនៅថ្ងៃនេះដល់ពេលជប់ចម្រាស់ហើយអរគុណបាទប្រកាសផ្អាកកិច្ចសកម្មការសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះសកម្មការលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃអង្គារទី 20 9 ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 9 ព្រឹកសកម្មការនៅថ្ងៃស្អែកនេះអង្គជំរះនឹងធ្វើសកម្មការស្ដាប់សក្កិកម្មសក្កិកម្មរបស់លោកស្រីក្នុងឋានៈជាដើមរងរដ្ឋបពវិនីនៅបន្តជាប់នៅឡើយទីអង្គជំរះអរគុណលោកស្រីឲ្យមកបន្តផ្ដល់សក្កិកម្មនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកទៀតដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 9 ហើយអង្គជំរះក៏អរគុណដែរបុគ្គលិកអង្គភាពអង្គភាពសាក់សីនិងអ្នកជំនាញ ដោយការស្ដាប់សកម្មដើមម្ដងរដ្ឋបពវិនីរូបនេះបន្តចប់អង្គជំរះអញ្ជើញកញ្ញាមកបន្តចូលរួមក្នុងការនឹងអង្គុយអមសាក់សីរូបនេះនៅក្នុងពេលដែលដើមម្ដងរដ្ឋបពវិនីនេះដល់សកម្មភាពព្រឹកថ្ងៃស្អែកទៀតហើយគប់ឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការមកបួនជាមួយនឹងបុគ្គលិកនៃអង្គភាពកងពីសាក់សីនិងអ្នកជំនាញក្នុងការជូនដើមម្ដងរដ្ឋបពវិនីរូបនេះ ទៅលើទៅកាន់តែកន្លែងគាត់ស្នាក់នៅហើយនឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់ទៅត្រឡប់មកចូលរួមសកម្មការផ្ដល់សកម្មភាពនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកទៀតចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 9 ព្រឹកហើយប្រកបបានរយៈអំពីគំខាំងនាំខ្លួនជនជាប់ចោតទាំងពីររូបនួនជានឹងខៀវសំផនត្រឡប់ទៅកាន់មន្ទីរគំខាំងនៃអវតកវិញចុះនិងប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់មកចូលរួមសកម្មការនៅថ្ងៃស្អែកវិញឲ្យបានមុនម៉ោង 9 ព្រឹកសម្រាប់ចុះ